Cái ngọc sau một hồi dãy dùa thì nó nằm yên, hai mắt nhắm tịt. Mồm nó sụi ra một ít nước bọt đen xì, tanh rình. Ông thầy kêu mang cái túi của ông lại đây và lục tìm thứ gì đó. Bố mẹ tôi chỉ biết đứng nhìn con gái. Mẹ tôi hỏi: "Thầy ơi, bé Ngọc có sao không? Con lo quá." Ông sư nói: "Con ma này đang ngủ ở thân thể con gái của con, để thầy lấy nước của Phật cho uống." Nói là nước Phật, nhưng khi ông mở nút ra thì có mùi của rượu, bạc hà và mùi hắc hắc. Sau khi Ngọc uống xong, nó tự nhiên co rúm người lại, nó đòi vùng dậy. Từ người nó phát ra một luồng khí lạnh bay ra ngoài. Ông thầy bảo: "Được rồi, con ma đã không còn ở trong cơ thể con gái con nữa. Nhưng đây chỉ là biện pháp tạm thời. Hiện con ma nữ đó đã bị tiêu hao âm khí, nhưng nó sẽ quay lại. Các con cứ mang giải băng này bên người để phòng thân." Mẹ tôi cất tiếng: "Thưa thầy, vậy lâu dài nhà con phải làm thế nào?" Ông nói: "Nhân quả, nhân quả. Muốn hóa kiếp cho nó, chỉ còn đợi cho người yểm nó qua đời. Hoặc là ta phải tìm được hài cốt của nó, rồi mang lên chùa siêu độ chúng sinh. Chúng con chỉ là người trần mắt thịt, không hiểu chuyện ma quái. Mong thầy giúp nhà con. Tốn bao nhiêu cũng chịu, chỉ cần bình yên là được." Giọng bố tôi trầm trầm đứng từ đằng sau. Bỗng nhiên, tiếng ngao ngao của con mèo đen từ tầng 3 vọng xuống. Nó lên tầng 3 lúc nào không hay. Bố tôi kêu: "Con lên xem thế nào, cẩn thận nhé." Tôi vội lên tầng. Lúc tôi đứng trước cửa, con mèo quấn vào chân tôi như kiểu dẫn tôi theo nó ấy. Nó bỗng dừng lại trước cánh tủ và ngước nhìn. Tôi hiểu nó muốn lấy gì. Tôi mở cửa rồi mang mấy con búp bê bên trong ra. Tôi tưởng là xong rồi, nhưng con mèo nhất quyết không chịu rời phòng. Nó đi vòng quanh chân tôi rồi nhảy lên cái hộp nhỏ ở góc phòng. Tôi cầm cái hộp nhỏ lên, tay vẫn run run. Con mèo chạy xuống tầng luôn, tôi theo sau nó. Ông sư bảo đây là vật duy nhất còn sót lại của bố hồn ma, nó muốn tôi giữ lại. Tôi càng sung hơn. Tôi nói: "Con không giữ đâu." Tôi vứt xuống bàn. Bố tôi thấy vậy mở ra thì bên trong có một cuốn sách, bìa được đóng gọn gàng nhưng cũng đã mờ đi bởi bụi. Đặt cuốn sách ngay ngắn lại hộp, bố tôi nói: "Xác của nó dài ở gốc cây thì có thể đào lên được không? Chứ việc đợi người yểm chết đi thì sao được?" Ông thầy nói: "Việc đó thầy cũng đã nghĩ đến, nhưng mà việc thân xác nó được chia làm 7 phần, đảm bảo cho việc tìm thấy nó rồi ghép lại sẽ rất khó khăn. Người yểm này cao tay nhất trong số những người ta biết. Họ dùng thuật khóa đổi chéo, nghĩa là bàn tay phải đi với cánh tay trái, hay bắp chân cũng thế. Nếu việc tìm thấy nhưng ghép lại sai thì càng làm cho nó căm hận hơn." Ông trầm ngâm nói: "Con hãy cùng cả nhà suy nghĩ cho một ngày. Quyết định là ở con, ta không thể làm hơn được." Bố tôi cảm ơn thầy, không quên lấy xe chở ông ấy về. Buổi tối hôm đó, không khí trong nhà trầm hẳn đi. Cái ngọc cũng tỉnh, nhưng nó còn mệt lắm. Nó nói với tôi là chẳng biết gì, chỉ biết là nó cảm thấy có ai đó đang kéo nó ra khỏi cơ thể. Bố tôi gọi tôi ra cùng xem cuốn sách đó. Cuốn sách viết bằng chữ Tàu. Bố kêu tôi lên mạng dịch. Hình ảnh được miêu tả trong cuốn sách là vẽ một người con gái khỏa thân. Trang tiếp theo là hình người đó bị giết khi đang ngủ, bị cầm dao đâm vào ngực. Con dao được miêu tả là làm bằng sừng voi. Những trang còn lại là hình ảnh các phần trên cơ thể. Còn điều kinh dị nữa là sau khi chia cơ thể thì chọn ngày trăng rằm chôn các bộ phận này ở dưới gốc cây. Tầm khoảng hơn 8 giờ tối thì bố tôi gọi điện cho chú Cường. Bố tôi nói: "Hồi chú ở đây có thấy điều gì lạ không?"
Chú Cường im lặng một thoáng rồi nói: không thấy chuyện gì cả. Chắc là do nhà mới nên gia đình chưa quen thôi. Ai chả vậy. Xong bố tôi nói: chú Cường này, tôi có ý định sửa lại căn nhà. Tôi muốn gặp chú để hỏi về kết cấu của căn nhà. Dù gì chú cũng là chủ nhà trước, chú giúp được tôi thì tốt quá. Chú Cường từ chối luôn, với lý do là đang ở quê, sức khỏe yếu nên không đi lại được. Im lặng thật lâu, bố tôi nói: việc đào bới để tìm bộ xương quả thật là bất khả thi. Tìm được đã khó, nhưng nếu tìm được mà không còn nguyên vẹn thì làm sao đây? Bố mẹ tôi ngồi đó, mặt có vẻ hơi buồn. Bố tôi đặt cuốn sách lên bàn và nói: ngày mai bố về quê chú Cường một chuyến. Những ngày bố tôi đi về quê là những ngày dài dằng dặc đối với cả gia đình. Buổi tối hôm ấy, như mọi hôm, tôi học đến khuya. Tầm hơn 1 giờ sáng, tôi cầm điện thoại lên giường, check Facebook cuối ngày. Tôi mở điện thoại lên một lúc, cái ánh sáng của màn hình điện thoại hắt vào khuôn mặt gồ ghề của tôi. Tôi bấm khóa bàn phím, thì bên cạnh khuôn mặt tôi là một khuôn mặt khác. Đôi mắt không ngủ và da mặt xám xịt. Tôi ném cái điện thoại xuống giường. Ngoài kia ánh trăng chiếu vào, xuyên qua cái cửa sổ. Tôi nhớ là đã khép cửa rồi, sao bây giờ cửa lại mở to thế kia? Tôi bật điện phòng nhưng không được. Với cái điện thoại dưới sàn, tôi chiếu cái ánh sáng lít đến cái cây vườn đó, thì thấy một cái đầu đặt trên cành cây, ngang tầm mắt tôi. Tôi chết liệm lúc đó. Nó di chuyển lại gần cửa sổ, tiến sát lại gần, chạm vào mặt tôi. Còn tôi thì lùi sát vào tường hết mức có thể. Nó đang muốn chiếm đoạt cơ thể tôi. Tôi không thể làm gì hơn lúc đó. Tôi hét to: mẹ ơi, cứu! Bỗng nghe ai tát bóp bóp vào mặt. Tôi bừng tỉnh, hóa ra là tôi đang mơ. Còn âm thanh đó là mẹ tôi tát. Mẹ nói: tỉnh dậy đi con, con gặp ác mộng rồi. Cái Ngọc tay cầm ly nước lọc đưa cho tôi: anh làm em sợ quá. Nó nói kèm theo tiếng khóc nghẹn ngào. Tôi không tin là mình nằm mơ, vì nó diễn ra rất thật. Sau đó mẹ và Ngọc quay lại phòng, còn tôi chẳng thể nào ngủ được. Bật máy tính lên tìm hiểu một số thông tin về thuật kiểm bùa, rồi tôi ngủ gục lúc nào trên bàn máy tính không hay. Lúc Ngọc gọi thì tôi mới tỉnh lại. Tôi vội chạy lên tầng 3 vào phòng nhỏ. Tôi kéo ghế rồi bước lên tìm ở trên nóc tủ, thì thấy một cái hòm vali cũ kỹ, khóa được mở sẵn sàng, kiểu như nó muốn đợi tôi đến thì phải. Tôi đưa tay với lấy nó mang ra ngoài. Mở ra thì bên trong có những thứ sau: có 2 cục nến to lắm, một con dao giống miêu tả trong cuốn sách, một bức ảnh người con gái còn rất trẻ, độ 18 hoặc 20, mái tóc ngắn và miệng cười tươi. Trong đầu tôi lúc này thì bán tín bán nghi. Chẳng lẽ bán hồn đó là cô gái này? Sao lại có những dụng cụ như này? Đang miên man suy nghĩ thì soảng một tiếng, tiếng cốc rơi kèm theo tiếng hét của mẹ tôi: Ngọc ơi, con sao thế này? Máu ở đâu mà nhiều thế này? Tôi vội chạy vào thì hình ảnh cái Ngọc đầu tóc rũ rượi, cái miệng đầy máu như muốn tuôn ra vậy. Nó nói mà như bị ai đó ghìm lại: anh Văn, cứu em. Không thể suy nghĩ gì được, tôi chạy vào giữ lấy đầu nó, tát nhẹ vào má: mày làm sao thế, Ngọc? Nó vẫn không trả lời. Tôi kêu mẹ: mẹ mang hương vào đây thắp nhanh. Tôi tát mạnh vào má nó thì bất chợt nó mở mắt trừng trừng nhìn tôi. Đột nhiên tôi thấy lạnh hết sống lưng. Mẹ đã mang hương vào, mùi hương dày đặc đến ngạt thở. Cái Ngọc bỗng liền đi. Cả đêm hôm đó tôi không thể ngủ được. Tôi nằm trên giường trằn trọc,
cầm con dao trong tay. Bỗng tôi thấy có gì đó lấp ló ở ngoài cửa sổ. Tôi bật dậy, nép vào tường, nhìn sang thì ở trên cây vừng là một hình người con gái, tóc che hết khuôn mặt, chỉ còn hiện ra hàm răng trắng toát. Nó tiến lại gần tôi. Ngay lập tức, theo phản xạ, tôi lùi xuống thì ngã xuống giường. Oan hồn tiếp tục đè lên người tôi. Tao sẽ giết đứa bé gái trong nhà này để thế mạng cho tao. Tôi vớ lấy con dao đâm vào oan hồn. Nó thấy vậy liền buông tôi ra, vụt qua cửa sổ biến mất. Tôi chạy ra ngoài cửa, vào phòng Ngọc thì thấy hai mẹ con vẫn đang ngủ. Tôi hiểu rằng lúc nãy không phải mơ mà là thật. Vài ngày sau, trước ngày bố tôi hàng lên Hà Nội, mẹ tôi gọi điện báo về kêu sẽ không ăn ở nhà. Vậy là hai anh em ra quán gần nhà ăn. Đang ăn thì phía bên cạnh có hai người đàn bà nói chuyện với nhau. Chị Lương à, hôm trước em đi làm về muộn, qua cái ngôi nhà đấy thì thấy có một bóng người mặc đồ trắng vụt lên cây. Em chắc chắn không thể nhầm được. Đây là lần thứ 3 rồi. Bà bên cạnh nói, tao cũng thấy một lần rồi. Nghe đâu từ hồi ông Cường ở đó thì mới xuất hiện. Nghe nói ông ấy gốc Trung Quốc, sống một mình với đứa con nuôi. Tôi nghe vậy bắt đầu thấy lành lành ở sống lưng. Quay sang hỏi, có phải cô con gái tầm 6 tuổi không cô? Hai bà đều quay sang nhìn hai anh em. Ừ, đúng rồi em. Cái đứa bé mà ông ấy nhận nuôi tại chùa Bồ Đề hồi đầu năm ấy. Nghe thấy thế, tôi bất thình lình làm rơi đũa. Trong đầu tôi giờ là suy nghĩ hỗn độn. Tôi chưa kịp hỏi thêm thì hai người đó đã trả tiền bước ra khỏi quán. Tối nay lẽ ra tôi có hẹn đến nhà Diễm, mà giờ tôi chẳng thể suy nghĩ đến việc đó nữa. Tôi nhắn tin cho Diễm rồi hai anh em đi về nhà. Phía trước là ngôi nhà bao phủ một màu xanh của lộc phừng và cây leo. Khoảng tháng sau thì bố tôi bán được nhà. Mặc dù cũng có nhiều người xì xào bàn tán, nhưng vì nhà đẹp, giá lại rẻ nên người ta vẫn cứ mua. Nghe nói trước khi dọn về ở, chủ mới đã mời rất nhiều thầy đức cao trọng vọng về đào bới hài cốt và siêu độ cho hai oan hồn trong ngôi nhà sớm được siêu thoát. Sau nghe kể lại, oan hồn bị phân xác là do người chủ trước bán nhà cho chú Cường cưỡng bức rồi sát hại. Sau đó phân xác chôn ở 7 gốc cây lộc vừng rồi bán nhà bỏ đi xứ khác. Vì oán hận ngút trời nên oan hồn này đã bắt lại đứa con nuôi của chú Cường với hy vọng thế mạng cho mình được đi đầu thai. Vì vậy mà hai oan hồn cứ vấp vưởng lang thang xung quanh ngôi nhà thảm án. Cuối cùng, sau nhiều cuộc điều tra, kẻ thù ác đã phải tra tay vào cổng và nhận bản án thích đáng là tử hình để trả lại sự công bằng cho hai oan hồn trinh nữ.